Chuyến xe Việt Nam những nụ cười lại tiếp tục hành trình khám phá những nét văn hóa đất nước và con người Việt Nam cùng với các du khách quốc tế. Điểm dừng chân kế tiếp của chương trình Việt Nam những nụ cười tại nơi đất thép Thành Đồng trong chiến tranh chống Mỹ chính là khu tái hiện vùng giải phóng tại khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Nơi đây nhằm vinh danh chiến công oai hùng và cũng là những bài học sống động nhắc nhở con cháu hôm nay không được quên quá khứ. Nơi đây đã lưu giữ lại các chiến tích trong chiến tranh chống Mỹ, những chiếc phi cơ, máy bay phản lực đã cùng quân dân ta chiến đấu, giành thắng lợi trong những cuộc chiến với kẻ thù. Như Quỳnh xin được chào tất cả quý khán giả của chương trình Việt Nam những nụ cười. Như Quỳnh không biết là quý vị có còn nhớ một vị khách rất đặc biệt của chương trình kỳ trước không? Đó chính là anh Christine, một người Pháp gốc Việt. Và trong chương trình kỳ trước thì anh đã cùng với chúng ta tìm hiểu thêm về những trang trại bò sữa tại huyện Củ Chi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những điều thú vị về mảnh đất vốn được mệnh danh là nơi đất thép Thành Đồng này. Và thưa quý vị, hiện tại Như Quỳnh đang có mặt tại một khu di tích lịch sử rất đặc biệt. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một hướng dẫn viên tại khu di tích này quý vị nhé. Thì anh. À, dạ, em chào anh. À, tụi em đến từ chương trình Việt Nam những nụ cười và xin giới thiệu với anh, đây là anh Christine. Anh là người Pháp nhưng mà gốc Việt cho nên anh nói tiếng Việt rất là giỏi. Còn đây là anh Cường, là một hướng dẫn viên du lịch của khu di tích lịch sử này. Vậy thì dạ, anh Cường ơi, vậy thì anh có thể giới thiệu đôi nét về cái khu di tích lịch sử mà em với anh Christine đang đứng tại nơi này được không ạ? Dạ thì bây giờ thì mình đứng đây là hôm qua là cái khu tái hiện vùng giải phóng. Thì dạ, bên trong thể hiện là cuộc sống của dân Củ Chi ngày xưa. Anh nghĩ là ở đây nó có nhiều cây tre đó, nó có cái nghĩa gì không nhỉ? Có nghĩa đây là như là cái tre đây được xem như là cái vũ khí của người dân Củ Chi ngày xưa để đánh lại cái kẻ thù. Tiến sâu vào bên trong khu di tích, tôi được tận mắt nhìn thấy những vật dụng thô sơ và càng thêm cảm phục những con người Củ Chi xưa khi chính từ các vật dụng thô sơ ấy đã làm nên những hạt gạo trong chiến đấu. Nuôi sống bao đồng quân ra chiến trận, tôi được tận tay xay rồi giã gạo. Chính điều này làm tôi càng thương hơn những người đã ngã xuống để cho vùng đất Củ Chi ngày nay thêm xanh màu. Thấy là anh đang học về cách sống của người Việt Nam hồi xưa. Mấy cách sống mình không tôi biết trước đó. Nó rất là đặc biệt. Vui đó. Mình biết cách lại cũng dễ đó. Bấm xuống thôi. Xay xong. Xay xong. Giả. Giả. Xay quạt. Xay xong rồi quạt. Quạt xong rồi giả. Giả xong rồi mới sàn. Nó không có vơm vậy. Nó không có vơm tắt lại cái gì đó. Rồi, quay. Okay. Chúng tôi băng qua con đê để tiếp tục đến với khu họp chợ của bà con trong vùng giải phóng. Trong chợ có gần như đủ hết các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày. Cái ngon quá. Cái gì vậy chị? Đây là chị. Là cá khô. Cá khô, trời ơi, anh thích cá khô lắm. Trời ơi, ăn ngon lắm à. Họ đường, trời ơi. Đây là cái đôi dép râu của du kích Củ Chi ngày xưa đây. Dạ. Như là mang như là rất là bền, được xem như là gắn liền với du kích mình ngày xưa. Đồng hành cùng du kích Củ Chi mình qua những chướng ngại vật như là băng rừng, vượt suối để có những cái thắng lợi như ngày hôm nay. Dạ. Đôi dép gắn liền với lại anh bộ đội cụ Hồ, dạ, lịch sử dân tộc Việt Nam. Dạ rất là chắc rồi hả? Dạ. Cái dùng mấy năm được không? Có tính ra không vấn đề hả? Dạ. Tặng cho bạn cái nón như được xem như là gắn liền với chiến sĩ giải phóng quân năm xưa. Wow, cảm ơn, cảm ơn em nhiều. Rồi, Nguyên thấy sao? Rất là đẹp. Trông rất đẹp, đẹp đúng không? Dạ, cảm ơn em nhiều. Vậy thì sau khi anh tham quan một vòng tại đây thì anh cũng được tái hiện lại, được thấy những cái khung cảnh tái hiện lại cuộc sống của người dân Củ Chi nơi xưa, mà họ mặc dù là sống trong cái điều kiện như vậy nhưng mà họ vẫn rất là kiên cường chiến đấu. Và cũng là một người con mang dòng máu Việt Nam thì sau khi tham quan anh có những cảm xúc như thế nào? Anh thấy là người Việt Nam rất là giỏi, thiệt thà.
anh thấy người ta có nhiều nhiều sức, nhiều suy nghĩ, nhiều ý kiến để sáng suốt trong cái thời gian rất là khó khăn. Dạ. Dạ. Anh thấy người Việt Nam rất là giỏi, rất là mạnh. Cảm ơn. Thật thật. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.